Xin chào toàn thể quý khách hàng ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đang có mặt ở tại Gia Viễn Linh Bình. Hôm nay cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà chị Hải Vui là một tấm tranh thuận buồm xuôi gió. Sản phẩm ngày hôm nay mà cơ sở bên em đến bàn giao cho gia đình nhà anh là đang có kích thước tổng phủ bì là dài 2m37, cao 1m07, ván tranh xe của mình là hàng dày 7,5 đến 8 phân nhé mọi người. Thì như mọi người hình dung là cái tác phẩm của cơ sở bên em thì đang được làm từ chất liệu gỗ hương đá và hàng được đục kênh bong cực kỳ đẹp. Mọi người có thể thấy là nhìn bên ngoài nó rất là sắc nét, nó rất là đẹp, nhưng mà qua video như màu dọc ánh sáng á, nó khá là mờ, mọi người nhìn có rõ không nhỉ? Đây em thử đi vào gần hơn để mọi người nhìn rõ hơn nhá. Đây, mọi người nhìn nó có rõ hơn không ạ? Nhìn ở ngoài thì tác phẩm thì đang được cơ sở bên em là hoàn thiện trần lộ nguyên vân. Tuy nhiên là nhìn ở đây thì chắc do cái không gian ở đây của mình nó hơi ít ánh sáng nên mọi người chắc là sẽ khá là khó nhìn đấy. Có thể nói thì đây là một trong những cái mẫu tranh thuận buồm mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý khách hàng. Dạ vâng. Tác phẩm thì đang được cơ sở bên em là đục kênh bong môi móc, thì sau đây thì hãy cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh và gần hơn về chi tiết của sản phẩm nhé. Xuất hiện trên màn hình của mọi người thì mọi người có thể thấy là tác phẩm thì đang được cơ sở bên em là đây. Toàn bộ những cái chi tiết này là sẽ đều được đục kênh bong nhé mọi người. Kênh bong chính là những cái phần mà như mọi người thấy là cái nó sẽ tách biệt hẳn so với cái nền tranh ấy. Mọi người nhìn thấy tay của em này. Đó, có thể luồn sát vào bên trong này nữa. Nó gọi là đục kênh bong. Thì hình ảnh của những cánh buồm đang căng tràn sức gió và đang tiến về phía trước đúng không ạ? Đây, rất là đẹp. Đây. Đó. Vâng. Sẽ có 3 cánh buồm chính và bên trên thì chúng ta sẽ thấy những cái tiểu cảnh ngưỡng rất là đẹp. Bên này sẽ là hình ảnh của những chú chim, vâng, đang bay trên đám mây đúng không nhỉ? Một trong những cái hình ảnh rất là lạ và rất là hay. Bên này thì chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh của những cây hoa rất là đẹp, đều được kênh bong moi móc hết nhá. Đó. Sản phẩm thì đang được làm từ chất liệu hương đá ấy. Mọi người có thể nhìn là khi mà nhìn gần thì mọi người nhìn thấy cái tom gỗ ấy, rất là mịn và hoàn thiện rất là mỏng sơn, lộ nguyên vân ấy, gọi là hoàn thiện trần lộ nguyên vân. Và sau đây thì cùng cơ sở bên em là đi gần hơn một chút nữa nhé. Đó, chúng ta có thể thấy đây rất là đẹp. Đây bên góc này, ở bên góc đằng này thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của một ông lão đánh cá đúng không ạ? Đấy, với cái hình ảnh của chú cá rất là lớn ở bên dưới là một em nhỏ đang bê này. Bên này sẽ là hình ảnh những cái tiểu cảnh khác nữa, rất là đẹp nhá. Đó, kênh bong moi móc hết. Mời cả nhà cùng cơ sở em ngắm lại lần nữa nhé. Thực ra là đối với tác phẩm này thì mọi người có thể nhìn trực tiếp và nhìn thực tế thì nhìn nó sẽ rõ về cái nước đục, và cái thứ hai là nhìn rõ về phần gỗ. Đối với một sản phẩm đồ gỗ hoàn thiện thì khi ngắm thực tế thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, đó. Vâng, cả nhà cùng em là ngắm lại tổng thể một lần nữa cái sản phẩm mà sau khi treo lắp ở trên cái không gian phòng khách của gia đình nhé. Thì thật ra là sản phẩm này là đã được anh Hải đặt của cơ sở bên em là ở trong năm, nhưng mà em không kịp để làm bàn giao cho anh trước Tết, nên là bây giờ để đến tháng 2 âm lịch thì mới có cơ hội để đến gia đình nhà anh để bàn giao cho gia đình nhà anh. Thì mọi thông tin chi tiết của sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3 con 9 3 con 7, hoặc có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Đó, đây. Và chúng ta ngắm lại một lần nữa cái không gian mà sau khi trưng bày sản phẩm lên nhé. Đó. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em nhé. Xin cảm ơn ạ.